Thưa quý vị khán giả, viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi. Bệnh không chỉ phổ biến ở trẻ em mà còn hay gặp ở người cao tuổi. Đáng nói, viêm phổi ở người cao tuổi, bệnh tiến triển nặng hơn so với người trẻ. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng viêm phổi ở người cao tuổi? Biểu hiện bệnh như thế nào? Ngay sau đây là nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Bác sĩ có thể cho biết là viêm phổi ở người cao tuổi, người già thì nguyên nhân là do đâu? Viêm phổi là một bệnh lý cấp tính có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, kể cả là trẻ con cho đến người già hay là người thanh niên như chúng ta. Tuy nhiên thì ở đối tượng người già, bệnh lý viêm phổi thì nó có thể thông thường nó sẽ diễn biến phức tạp hơn và sẽ khó điều trị hơn vì có một số lý do đặc biệt. Về mặt nguyên nhân thì cũng giống như các lứa tuổi khác thì viêm phổi nó có thể gây ra do vi khuẩn, virus và một số tác nhân khác, ví dụ như vi nấm. Vi khuẩn kể đến thì có thể là thông thường nhất, có thể là vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn tụ cầu vàng hay là một số con vi khuẩn khác như là Haemophilus influenza hay là Moracena catarrhalis. Về virus thì có thể kể đến như là thông thường nhất là mình hay gặp là cúm này, hoặc là virus SARS-CoV-2 trong đại dịch COVID vừa rồi. Vậy thì người cao tuổi mắc bệnh viêm phổi phải đối mặt với những nguy cơ gì, thưa bác sĩ? Người cao tuổi thường đi kèm với rất là nhiều bệnh nền, có thể là bệnh nền về hô hấp, ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hen hay là bệnh lý giãn phế quản. Ngoài ra thì có các bệnh về bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp hay là suy thận, suy gan. Thì hai cái yếu tố trên nó sẽ làm cho cơ thể của người già phản ứng với cái tác nhân gây bệnh rất là kém và nó không điển hình. Tức là khi mà người già có mắc bệnh rồi nhưng mà biểu hiện ra sẽ không còn đầy đủ các triệu chứng như là ho, sốt hay là khó thở hay là tức ngực nữa. Ngoài ra thì các cận lâm sàng để chẩn đoán viêm phổi đôi khi ở trên người già nó cũng sẽ không điển hình và không đặc trưng. Và thực tế cũng rất nhiều trường hợp là người lớn tuổi đến với viện, chỉ đến với viện khi mà cái triệu chứng nó đã ở mức độ nặng rồi, đã gây ra những cái biến chứng như là suy hô hấp hay là áp xe phổi rồi. Khi mà đã chẩn đoán ra viêm phổi tại người già cũng gây ra điều trị khó khăn ấy, thì đó là người già thì bệnh lý nhiều bệnh lý toàn thân này, chức năng gan, chức năng thận nó đều suy giảm rồi, nên cái việc dùng thuốc mình cân nhắc loại thuốc nào, mình phải cân nhắc liều lượng ra sao, phải được tính toán một cách cẩn thận và phải theo dõi những cái tác dụng phụ rất là kỹ càng. Nếu không thì sẽ gây ra những cái hậu quả mình điều trị được viêm phổi nhưng lại gây ra những cái bệnh lý suy gan suy thận khác. Vậy thì việc điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi thì có khó hay không, thưa bác sĩ? Rõ ràng là điều trị viêm phổi ở người già là khó. Thông thường là ngoài việc dùng thuốc kháng sinh ra, mình đã dùng thuốc mình phải theo dõi rất nhiều tác dụng phụ này, mình phải theo dõi trên xét nghiệm máu, theo dõi trên lâm sàng của bệnh nhân, theo đáp ứng của bệnh nhân, mình cũng phải kết hợp thêm các biện pháp các bên chuyên khoa, các bác sĩ phục hồi chức năng, vật lý trị liệu để có thể giúp người già trải qua được cái cơn bệnh. Và ngoài ra còn một chuyện nữa, đó là mình cũng phải rất là lưu ý, đó là về vấn đề về dinh dưỡng của người già. Thông thường thì người già viêm phổi cái dinh dưỡng của người ta rất là kém, và bên bệnh viện của chúng tôi thì cũng có các bác sĩ bên chuyên khoa dinh dưỡng, bộ phận dinh dưỡng sẽ hàng ngày đến sẽ cá thể hóa trên từng bệnh nhân để có những cái chế độ ăn riêng biệt chăm sóc bệnh nhân để giúp cho người bệnh có cái sức chống đỡ đối với bệnh. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Khi sức khỏe và hệ miễn dịch suy yếu dần, làm cho sự đề kháng tự nhiên của người cao tuổi giảm đi. Viêm nhiễm ở đường hô hấp và bệnh cúm ở người già có xu hướng gia tăng, nhất là khi giao mùa hay có dịch cúm. Do vậy, tiêm vaccine ngừa cúm và phế cầu nên được thực hiện đều đặn hàng năm. Người chăm sóc cũng như các thành viên khác trong gia đình cũng được khuyến cáo tiêm ngừa vaccine chống viêm phổi. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các bệnh đường hô hấp thường có nguy cơ diễn biến nguy hiểm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân. Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh hô hấp, phổi mãn tính là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nếu có các triệu chứng của các bệnh liên quan đến hô hấp, người bệnh cần được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc mục Sức khỏe 365 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.